quý vị tiếp tục chương trình Minh Trí sẽ cùng với Thanh Quý cùng gửi đến tất cả quý vị một lớp trên đoàn được mang tên Nguyệt Hồ Dương. Và xin mời cùng đến đây. Dương Thảo Lan, Trần Bán, anh vẫn còn sống. Thảo Lan, Bảo ơi, em ghé anh chơi tới gần. Vì sao? Vì sao đánh mặt anh? Tại sao với Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen nên đành phải quay. Một con đường ở bên sông nước ngày ngày giặt lúa, mong lấy thương anh, con
xin hết rồi.